Có cách nào nhanh ra không bạn? Mong bạn rẹp. Mình đọc cái comment này mà phải đọc đi đọc lại mấy lần luôn á. Thường thì các ông hay inbox hỏi là làm sao để lâu ra không à. Riêng bạn này bạn hỏi làm sao để nhanh ra. Mình thấy hơi lạ, ok, nhưng mà mình cũng sẽ giải đáp cho bạn. Thì mình đoán thôi nha. Thì bạn và người yêu đang gặp phải cái vấn đề là cả hai đều lâm trận với cái tốc độ rất là chậm. Thông thường thì trong một cái cuộc yêu nó sẽ trải qua 3 giai đoạn: giai đoạn mở đầu, giai đoạn cao trào và giai đoạn kết thúc. Tuy nhiên cái ông này cả hai người đều và chậm chậm giữ một cái tốc độ từ đầu đến cuối luôn. Nó không có cao trào và dẫn đến cái việc là xuất sớm. Xin lỗi, xuất chậm chứ không phải là xuất sớm. Nói nhiều về cái việc xuất sớm riết mà nó quen luôn á. Như vậy thì trong trường hợp này thì cả hai bạn phải ngồi lại với nhau để mà mình thảo luận về cái vấn đề này. Trong cái lần lâm trận tiếp theo thì bạn nên đẩy nhanh tốc độ. Bạn nữ cũng nên kiểu mình chủ động hơn một chút để cho bạn nam có cái cảm giác và có thể đẩy lên cái lúc cao trào nó sớm hơn. Rồi, nếu mà bạn áp dụng những cái cách đó rồi nhưng mà mình vẫn bị xuất chậm thì mình nên đi khám chuyên khoa để xem là thực tế mình đang gặp vấn đề gì về sức khỏe và mình có cái biện pháp can thiệp phù hợp. Còn ông nào có cái cách nó hiệu quả hơn thì hãy comment ở bên dưới nha.